Hello, Trang Trần chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trang Trần Thu Thanh. Hôm nay Trang Trần review măng hầm xương. Bột măng này là do cháu của Trang Trần gửi cho hai lần biếu rồi nha các bạn. Lần đầu là bạn của nhỏ cháu cho cháu Trang Trần, vì lý do gì đó không nấu được, biếu lại cho nhà Trang Trần. Cái cục măng này thì đã qua hai lần biếu rồi, để hơi lâu nó không có được ngon và nó bị héo, nhưng mà bàn tay của Trang Trần sẽ biến hóa lại thành cái nồi canh măng rất là ngon. Mặc dù măng không ngon nhưng mà người nấu măng ngon. Wow, hôm nay Trang Trần review măng hầm xương. Món canh là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình. Món ăn đơn giản nhưng lại mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Hãy cùng Trang Trần vào bếp để thực hiện món canh măng tươi nấu xương. Xương heo mua về chặt khúc nhỏ khoảng 2-3 lóng tay. Để xương heo sạch những chất bẩn và mùi hôi, bạn pha loãng nước muối, ngâm xương heo trong vòng 5 phút rồi tiến hành rửa sạch lại với nước. Nếu xương không được tươi, các bạn trần qua nước sôi 3 phút rồi để ráo. Trang Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trang Trần Thu Thanh. Xương heo hầm măng tre tươi. Để chọn được loại xương heo ngon thì bạn phải chọn xương có màu đỏ hồng, không mùi hôi, thịt dính chắc vào xương. Bạn nên chọn măng còn tươi, củ có hình thô, các đốt măng đều nhau, không xuất hiện lá vàng, vỏ mỏng và không bị héo. Măng giòn, nhiều nước, có mùi thơm đặc trưng, nên chọn màu măng vàng nâu, sờ vào không bị dính tay, có những đường vân. Bột măng này và xương heo không đủ tiêu chuẩn bắt mắt. Báo cáo chính quyền là em mất tiền. Măng bị khô nước, vỏ héo. Xương heo bị trữ vào tủ đông. Nói chung là còn ăn được, cần tiết kiệm trong mùa đại dịch Covid. Nhưng không sao, hãy cùng Trang Trần vào bếp biến tấu món măng hầm xương ngon nhất có thể. Măng tươi bóc vỏ, bỏ phần già, rửa sạch, rồi thái miếng. Xương hầm măng tươi, nguyên liệu gồm có măng tươi, xương heo hoặc giò heo và hành ngò hoặc ngò gai. Lưu ý các bạn nên chọn giò heo chân trước vì chân trước nhiều nạc và ít mùi hơn chân sau. Bạn lấy một cái nồi xếp một lớp măng, một lớp thịt. Kế tiếp một lớp măng, một lớp thịt. Vì Trang Trần không đủ lớp măng nên chỉ xếp một lớp măng, một lớp thịt rồi đổ nước lọc trực tiếp vào nồi, bắt lên bếp nấu.
Các bạn lưu ý không cần dùng nước sôi để luộc măng, vì làm như thế nồi canh măng sẽ bị đắng. Chem trần để đường phèn vào nồi canh và bắt đầu bật lửa lên nấu. Các bạn tránh sử dụng muối nhiều, vì nêm nhiều nồi canh sẽ bị nhẫn và đắng. Khi nồi canh sôi lên, bạn vớt bọt, nấu đến khi nào xương mềm là được. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, bột nêm, bột ngọt, nước mắm, đường. Nêm nếm lại cho vừa ăn. Tắt bếp để hành ngò và tiêu xay. Canh măng có màu nước trong, thanh ngọt, thịt xương mềm vừa chín tới, hòa quyện với măng giòn ngon sẽ khiến bạn bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn hơn. Bạn cho canh ra tô, thêm hành lá và ngò rí cắt nhỏ vào cùng một ít tiêu, rồi thưởng thức ngay. Xương hàm măng tươi là một món canh dễ nấu nhưng hương vị lại cực thơm ngon và hấp dẫn. Những đối tượng không nên ăn măng: phụ nữ mang thai, người bị bệnh thận, người bị đau dạ dày, người bị bệnh gút. Lợi ích của măng tươi có nhiều tác dụng: trị táo bón, giúp tiêu hóa dễ dàng, làm giảm cholesterol trong máu. Cùng với đặc tính chống viêm, măng tre còn giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Măng tươi hầm xương, cách nấu đơn giản, chúc các bạn thành công. Cơm chiên trứng hay cơm rang trứng là món ăn quen thuộc của rất nhiều gia đình. Cơm chiên trứng rất dễ làm và tốn ít thời gian, nhưng để nấu ngon thì không phải ai cũng biết cách. Đây là cách làm cơm chiên trứng ngon, mời các bạn tham khảo. Cho chảo lên bếp, thêm chút dầu và tớp mỡ heo. Phi thêm hành tỏi đã băm, đập trứng vào tô và cho thêm một chút hạt nêm. Các bạn đập từng trứng vào chén như thế này để kiểm tra trứng thối, rất an toàn. Khi tỏi đã vàng thơm, các bạn đổ trứng vào chảo chiên. Khi trứng vừa chín tới, sần sệt, bạn bắt đầu đổ cơm nguội vào. Cơm sẽ không dính chảo và rất dễ chiên. Dùng sạn đảo liên tục để cơm tơi và săn lại. Để làm được món cơm chiên trứng ngon, bạn cần chú ý phải để cơm thật nguội. Bạn có thể để cơm vào tủ lạnh để hạt cơm được khô và tơi. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Khi cơm đã săn lại, bạn cho thêm vài quả trứng vào chảo, càng ngon hơn. Tiếp tục đảo đều để trứng và cơm trộn đều, hạt cơm được tơi xốp. Tiếp tục cho dầu đều, nước mắm, hành lá, tiêu, đảo đều và sau khoảng 1 phút thì tắt bếp. Bên cạnh trứng, bạn có thể kết hợp cơm rang với nhiều loại rau củ và thức ăn có sẵn như giò, chả, ngô non, đậu Hà Lan, cà rốt để món ăn thêm ngon và không bị ngán. Nếu thích cơm chiên giòn, bạn dàn đều cơm trong chảo để chế độ lửa nhỏ nhất. Cơm rang trứng nên dùng ngay khi nóng. Bạn có thể đặt vài miếng cà chua và dưa chuột thái mỏng lên trên dĩa cơm rang để trang trí món ăn thêm đẹp mắt. Lưu ý nên dùng cơm nấu từ gạo khô để các hạt cơm không vón cục hay dính vào nhau. Cơm chiên trứng là món chiên hoàn hảo, mang hương vị thơm ngon, xen lẫn chút vị béo béo từ trứng gà, thoang thoảng mùi thơm của hành lá và tiêu. Chem trần chúc các bạn thành công món cơm rang trứng. Cơm chiên trứng sau khi hoàn tất sẽ có một mùi thơm đặc trưng của trứng. Khi ăn vào, ta sẽ cảm nhận được hương vị béo vừa ăn của trứng. Hạt cơm thì tơi, mềm vừa phải, rất dễ ăn, thật tuyệt vời để nấu cho cả gia đình đấy. Khi kết hợp với canh măng hầm xương và cơm chiên trứng. Báo cáo chính quyền là em hết tiền. Mấy anh làm ơn hãy cho mượn tiền. Bye! Chem Trần chào mọi người. Các bạn yêu thích Chem Trần nhớ bấm nút đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh để theo dõi những video mới nhất. Bye, chào tạm biệt. Chem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh. Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Chem Trần Thu Thanh.